Công suất xử lý là 1 tấn củ quả một giờ. Sau khi xử lý, nông sản sẽ bảo quản được trên 30 ngày. Hiện công ty đang tổ chức canh tác 7 hectare rau theo quy trình kỹ thuật rau an toàn ở Đức Trọng và Đà Lạt. Đang triển khai hợp tác trên diện rộng nhiều hectare nhà lưới với nông dân đơn dương. Hiện công ty đang cung cấp gần 50 loại rau củ quả các loại cho hệ thống siêu thị ở các tỉnh phía Nam. Trước nhu cầu ngày càng khắt khe và đa dạng của thị trường, người trồng rau Lâm Đồng không ngừng đổi mới, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất, liên kết với các đầu mối tiêu thụ, sản xuất tập trung đảm bảo an toàn thực phẩm, ưu tiên sản xuất rau theo quy trình mà VKF là một trong những quy trình đang được ưu tiên áp dụng. Theo đó, ngoài việc tuân thủ các yêu cầu về đất đai, nguồn nước tưới, cây giống đảm bảo v.v., bà con nông dân trồng rau còn tăng cường sử dụng các loại phân bón thuộc bảo vệ thực vật thế hệ mới, thân thiện với môi trường, đảm bảo thời gian cách ly, đảm bảo sức khỏe cho người tiêu dùng và người sản xuất. Đây là hai sào nhà kính trồng rau ăn lá của nhà nông trẻ Nguyễn Tường Viên ở phường 8, thành phố Đà Lạt. Trước nhu cầu về nông sản chất lượng cao, anh nông dân này đã hợp đồng với công ty nông sản thực phẩm Thảo Nguyên sản xuất rau theo quy trình VKF. Nhờ hướng đầu tư liên kết này mà từ 2 năm nay, thu nhập của gia đình anh tăng gấp nhiều lần so với trước. Trong quá trình sản xuất thì chúng tôi luôn tuân thủ theo cái quy trình sản xuất rau an toàn theo công nghệ của VietGap. Ví dụ như là phải luôn luôn đi theo cái nhật ký sản xuất rau, rồi phun những cái lượng thuốc trừ sâu mà theo cái bảng mà VietGap đã đưa ra. Khi mà ký hợp đồng bao tiêu với công ty Thảo Nguyên thì cái hộ cá thể sản xuất của chúng tôi rất là an tâm về cái đầu ra và chất lượng. Bởi vì công ty Thảo Nguyên cũng đã lên lịch định kỳ chúng tôi phải sản xuất những cái chủng loại rau nào, thời điểm như thế nào và sản lượng đầu ra cũng được ổn định. So với những cái hộ cá thể nông dân không có hợp tác bao tiêu với một số cái đầu mối thu mua nông sản ở thành phố Hồ Chí Minh á, thì chúng tôi được an toàn hơn. Bởi vì khi được đầu tư cái công nghệ cao theo cái chuẩn VietGap á, thì chúng tôi không có bị phụ thuộc vào thời tiết. Và cái chủng loại rau mà khi mà đưa vào thì được sản xuất thêm một cái tiêu chuẩn an toàn, cho nên là cái dư lượng thuốc bảo vệ thực vật cũng như là nitrat nó được đảm bảo. Thì từ đó người tiêu dùng sẽ an tâm khi lựa chọn cái nguồn rau mà cũng